Ban biên tập chương trình xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin toàn cảnh COVID-19 chiều ngày 16 tháng 10. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin COVID mới nhất và chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem một số tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo việc triển khai thu phí xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trước ngày 18 tháng 10. Nghị quyết 128 của Chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát cắt cứ địa phương để người dân được tự do đi lại liên tỉnh. Nhưng trên thực tế, mấy ngày qua, việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ. Sau 3 tháng lập 22 chốt ở cửa ngõ thủ đô, thành phố Hà Nội đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này. Hai tỉnh Nam Định và Thái Bình đã có văn bản hướng dẫn nới lỏng các biện pháp kiểm dịch. Theo đó, từ 0 giờ sáng nay 16 tháng 10, người đến Nam Định, Thái Bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm COVID-19. Theo ghi nhận, những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh miền Tây tăng nhanh, trong đó có nhiều ca bệnh do người dân ở các tỉnh thành vùng dịch trở về địa phương. Tại Đồng Tháp, sau 15 ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch, tỉnh đã ghi nhận 570 ca nhiễm COVID-19. Đáng lo là nhiều trường hợp, sau khi trở về được xét nghiệm, cách ly sau 8 đến 10 ngày thì mới phát hiện dương tính. Từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, Bà Rịa Vũng Tàu bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi ra vào tỉnh, duy trì chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế. Từng là F1, phải đi cách ly tập trung 21 ngày, Nguyễn Thị Xuân Thuyên, 24 tuổi, thấu hiểu sự vất vả của y bác sĩ cũng như khó khăn của người không may là F0. Sau khi hoàn thành cách ly, cô trở thành tình nguyện viên. Một trong những nhiệm vụ đặc biệt hàng ngày của cô đó là chăm sóc những chú chó, mèo của các F0 để họ yên tâm điều trị. Đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh COVID ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo việc triển khai thu phí xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trước ngày 18 tháng 10. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo phản ánh vẫn còn tình trạng một số cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo về việc triển khai thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có tại địa phương trước ngày 18 tháng 9. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị ra soát toàn bộ và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở xét nghiệm COVID-19 trực thuộc. Các đơn vị không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm tạo gánh nặng cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày. Cơ sở y tế tổ chức phân luồng, cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 để chỉ định xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan bảo hiểm thực hiện minh bạch, bảo đảm chế độ cho người bệnh cần xét nghiệm COVID-19. Thưa quý vị, Nghị quyết 128 của Chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát cắt cứ địa phương để người dân được tự do đi lại liên tỉnh. Nhưng trên thực tế, mấy ngày qua, việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đánh giá, địa phương này đạt cấp độ 1 màu xanh, xét cả hai tiêu chí là số ca mắc mới và tỷ lệ tiêm vaccine. Tuy nhiên, tới hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn chưa ra các quyết định hay chỉ thị chính thức theo Nghị quyết 128 về việc đi lại hay kiểm soát người ra vào. Tại Hà Nam, kết thúc giãn cách xã hội tại các khu vực áp dụng giãn cách xã hội của thành phố Phủ Lý từ 0 giờ ngày 15 tháng 10, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát người ra vào tỉnh. Tại Quảng Ninh, không chỉ áp dụng xét nghiệm đối với người đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế ở vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Tại Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ra cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh ban hành hướng dẫn chung. Dự kiến đến ngày 19 tháng 10, việc tham mưu mới được tổng hợp xong để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các tỉnh thành Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam chưa áp dụng theo Nghị quyết 128, lý do đang nghiên cứu, chờ tham mưu hướng dẫn.
Tại Thừa Thiên Huế, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, tỉnh này áp dụng các tinh thần theo chủ trương nghị quyết 128 nhưng áp dụng cách ly tập trung 14 ngày đối với người vùng đỏ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19. Tại Kon Tum, tỉnh vẫn đang duy trì 6 chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Khi người từ địa phương khác đến địa bàn đều phải thực hiện khai báo y tế, tiến hành xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm soát. Tại Lâm Đồng, để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, người từ các tỉnh, thành phố khác vào Lâm Đồng phải đăng ký với chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tại Đắk Lắk đã ban hành phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô có bến đi, bến đến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến bến xe nằm trong địa phương, khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Theo đó, thời gian thí điểm từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10. Đối với tuyến Đắk Lắk đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, tại Long An vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch, cửa ngõ từ hướng Tây lên và hầu như người di chuyển bằng xe máy không thể vào tỉnh Long An từ hướng miền Tây, ngoại trừ các công nhân có thông báo trở lại nhà máy, xí nghiệp làm việc. Liên quan đến việc tháo gỡ các chốt kiểm soát, sau 3 tháng lập 22 chốt ở cửa ngõ thủ đô, thành phố Hà Nội đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này. Tối 15 tháng 10, tại các vị trí chốt trực, lực lượng cảnh sát duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh. Tuy nhiên, phương tiện và người dân vào thành phố không phải trình giấy xét nghiệm COVID-19 tại các chốt cửa ngõ. Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, trong trường hợp không kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực, lực lượng chức năng vẫn phải kiểm soát đi lại của người dân bằng nhiều giải pháp, đơn cử như ứng dụng công nghệ thông tin qua cơ sở dữ liệu dân cư. Mỗi người dân có mã QR riêng, đi đâu quét đó để kiểm soát. Chính quyền cũng sẽ tăng cường kiểm soát tại khu dân cư, tổ dân phố để phát hiện người từ nơi khác đến, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch. Sau khi nới lỏng vận chuyển hành khách hàng không, đường sắt và đường bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội dự kiến hàng triệu người chưa hoàn thành tiêm chủng, gồm sinh viên, người lao động, các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp từ các địa phương khác nhau sẽ trở lại, hoạt động trên địa bàn. 22 chốt cửa ngõ Hà Nội lập từ ngày 14 tháng 7 tại các tuyến đường, từ Hà Nam về Hà Nội, tuyến quốc lộ 1A, 1B, từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội. Đến 24 tháng 7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân không được ra vào thành phố, trừ trường hợp đặc biệt. Từ 21 tháng 9 đến nay, người ngoại tỉnh muốn về Hà Nội phải không thuộc địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi làm việc và kết quả xét nghiệm nCoV âm tính trong vòng 3 ngày. Khi qua chốt, người dân quét mã QR code để khai báo y tế. Trong khi Hà Nội đã có những động thái nới lỏng các hoạt động đi lại liên tỉnh, thì Nam Định và Thái Bình cũng đã có văn bản theo hướng nới lỏng các biện pháp kiểm dịch. Theo đó, từ 0 giờ sáng nay 16 tháng 10, người đến Nam Định, Thái Bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm COVID-19. Thực hiện nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Nam Định tạm thời thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Theo đó, người đến về từ vùng cấp độ 4 nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ hoặc các khu vực đang phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần. Những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, cách ly tại nhà 14 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm 3 lần. Người đến về từ cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam, và vùng cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có xác nhận của cơ sở y tế, cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm 2 lần. Những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, cách ly tại nhà 14 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm 3 lần. Người đến về từ cấp độ 1, nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác. Báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. Những trường hợp công vụ, đoàn ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý, công nhân tay nghề cao, đi về từ vùng cấp độ 2, 3, làm việc tại tỉnh Nam Định, có thời hạn phải có kế hoạch cụ thể, thành phần đoàn, thời gian vào tỉnh, lịch trình công tác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn theo một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 16 tháng 10, hầu hết các trường hợp về tỉnh này đều không phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, trừ vùng đỏ, cam và nơi đang phong tỏa.
Cụ thể, tất cả người đến về Thái Bình phải có giấy tờ tùy thân, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh. Ban chỉ đạo các cấp phân theo hai nhóm đối tượng với người về để quản lý, kiểm soát phòng chống dịch. Nhóm 1 là đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, có giấy chứng nhận tiêm đủ liều. Liều cuối cùng tiêm cách nhất ít 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến về tỉnh. Hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến về địa phương. Nhóm 2 là người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Thái Bình không tiếp nhận người đến về tính từ vùng dịch cấp độ 3, vùng cam và cấp độ 4, vùng đỏ, các vùng đang phong tỏa, các trường hợp đặc biệt thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa, hoàn thành cách ly tập trung, đi khám chữa bệnh từ vùng dịch cấp độ 3, vùng cam, vùng đỏ và các vùng phong tỏa khi vào tỉnh. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định chung, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, xuất trình các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh. Theo ghi nhận, những ngày gần đây số ca nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh miền Tây tăng nhanh. Trong đó có nhiều ca bệnh do người dân ở các tỉnh thành vùng dịch trở về địa phương. Ngày 14 tháng 10, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 207 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó 165 trường hợp F1 thành F0, 22 trường hợp trở về từ vùng dịch và 20 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Ngày 15 tháng 10, tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 143 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó có 84 trường hợp F1 trở thành F0, 39 trường hợp về từ vùng dịch và 20 trường hợp phát hiện qua sàng lọc trong khu phong tỏa. Cùng ngày, tỉnh Bạc Liêu cũng ghi nhận thêm 40 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có đến 39 do người dân ở các tỉnh thành từ vùng dịch tự phát trở về. Tại Cà Mau, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, có đến 686 ca mắc mới, trong đó 27 ca ghi nhận trong cộng đồng, 555 ca ghi nhận từ người về quê tự phát và 104 ca ghi nhận ở khu cách ly tập trung, cách ly hộ gia đình, khu phong tỏa. Tại An Giang, tính từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, tỉnh này ghi nhận 2.180 ca mắc COVID-19, trung bình có 145 ca mắc mới một ngày. Trong đó, riêng ngày 8 tháng 10 có đến 315 ca, cao nhất từ trước đến nay. Qua phân tích, trong tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm đến 34%, khu phong tỏa chiếm 32%, khu cách ly chiếm 24%, còn lại là người về từ các tỉnh và nhập cảnh chiếm 9%. Tuy nhiên, nếu tính riêng số ca mắc mới từ ngày 1 tháng 10 đến nay, tại An Giang, tỷ lệ ca nhiễm mới do người về từ các tỉnh chiếm gần 29%. Trong một tuần trở lại đây, ngày nào Kiên Giang cũng có ca mắc mới, chủ yếu là ở trong các khu cách ly tập trung. Tính từ đầu dịch đến ngày 14 tháng 10, Kiên Giang có 6.922 trường hợp mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 6.070 trường hợp, 76 trường hợp tử vong. Hiện tỉnh đang tập trung điều trị, chăm sóc 776 bệnh nhân mắc COVID-19 tại các cơ sở điều trị. Trong khi đó thì tại Đồng Tháp, sau 15 ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch, tỉnh đã ghi nhận 570 ca nhiễm COVID-19. Đáng lo là nhiều trường hợp sau khi trở về được xét nghiệm, cách ly sau 8 đến 10 ngày thì mới phát hiện dương tính. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 570 ca trở về từ vùng dịch. Riêng sáng 16 tháng 10, Đồng Tháp ghi nhận 41 ca nhiễm là người từ vùng dịch về. Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá, việc kiểm soát địa bàn đang có nhiều thách thức với tỉnh. Số ổ dịch mới trong tỉnh xuất hiện không nhiều, nhưng số lượng F0 ở từng ổ dịch của hai huyện Châu Thành, Thanh Bình lại rất nhiều. Qua đây cho thấy hệ lụy của việc kiểm soát không chặt, không kỹ, nắm địa bàn chưa chắc, dẫn đến khi phát hiện ổ dịch đã có sự diễn tiến một thời gian khá dài. Như vậy, trong bối cảnh nới lỏng, tạo điều kiện cho người dân thì công tác quản lý không được phép lơ là. Liên quan đến người về từ vùng dịch, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, qua đi khảo sát và đã thấy sự xuất hiện nhiều người dân đang quay tại các tỉnh, thành phố, vùng dịch làm việc. Bên cạnh đó, việc các địa phương tổ chức xe, lực lượng đón người của địa phương mình về có lúc nhanh, lúc chậm, đã ảnh hưởng đến thời gian. Do đó, đồng chí lưu ý, ngành chức năng và các địa phương phải linh hoạt, nhanh, đặc biệt là kịp thời thông tin từ các cửa ra vào tỉnh. Tính đến hôm nay, ngày 16 tháng 10, toàn tỉnh Đồng Tháp có 9.145 ca nhiễm COVID-19, 220 trường hợp tử vong, gần 800 bệnh nhân đang được điều trị. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, Bà Rịa Vũng Tàu bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi ra vào tỉnh, duy trì chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế. Theo đó, người dân Bà Rịa Vũng Tàu được di chuyển giữa các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, trừ các trường hợp đi đến các địa bàn có dịch ở cấp độ 3, 4. Bà Rịa Vũng Tàu cũng chuyển hoạt động các chốt kiểm soát tại cấp xã, huyện thành các tổ tuần tra lưu động để giám sát, hướng dẫn và kiểm tra việc đi lại, lưu trú, theo dõi sức khỏe của người dân, nhất là từ các tỉnh khác về. Lực lượng công an vẫn duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế và di chuyển qua phần mềm VNeID hoặc bàn giấy.
người dân vào tỉnh không cần xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khi qua chốt, thực hiện khai báo với công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú trên các ứng dụng PC COVID, sổ sức khỏe điện tử hoặc phần mềm VNeID. Trường hợp không lưu trú qua đêm thì không cần khai báo. Từ ngày 16 tháng 10, người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được tắm biển, tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 20 người, hoạt động thể dục trong nhà không tập trung quá 10 người, người tham gia tiêm ít nhất một mũi vaccine. Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động nhưng không quá 5 người cùng thời điểm. Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp, dịch vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, cửa hàng tạp hóa, sách, thiết bị, văn phòng, đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học, điện máy, chợ truyền thống được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo đúng theo phương án phòng chống dịch đã được phê duyệt. Đối với hoạt động giao thông vận tải, Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu lái xe và phụ xe vận chuyển hàng hóa phải tiêm ít nhất một mũi vaccine. Vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện theo kế hoạch ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải. Chủ doanh nghiệp phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe, phụ xe một tuần một lần, trừ trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Từng là F1, phải đi cách ly tập trung 21 ngày. Nguyễn Thị Xuân Thuyên, 24 tuổi, thấu hiểu sự vất vả của y bác sĩ, cũng như khó khăn của người không may là F0. Sau khi hoàn thành cách ly, cô đăng ký trở thành tình nguyện viên. Một trong những nhiệm vụ đặc biệt hàng ngày của cô đó là chăm sóc cho những chú chó mèo của các F0 để họ yên tâm điều trị. Ngày 23 tháng 7, Thuyên được phân công hỗ trợ y bác sĩ ở Trung tâm Y tế quận 8. Sau đó một tuần, cô chuyển đến trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, quận 8, nơi 1.000 người thực hiện cách ly điều trị COVID-19. Hàng ngày, cô gái 24 tuổi thu gom rác, dọn vệ sinh, phát cơm cho bệnh nhân, hỗ trợ y bác sĩ, lấy mẫu xét nghiệm và thăm khám, tư vấn tâm lý cho F0. Ngoài ra, Thuyên tình nguyện chăm sóc hai chú chó của hiệu trưởng nuôi ở trường. Từ khi nơi này trở thành cơ sở tiếp nhận F0, giáo viên và bảo vệ không thể đến lo cho chúng. Gần một tháng sau, mình viết về hoàn cảnh của cặp vợ chồng F0 ở khu cách ly. Ông bà đã 80 tuổi, không người thân, con cái, lại phải điều trị dài nên không thể chăm cho hai chú chó cùng mèo cưng. Bởi vậy, mình nhận lo cho các bé để họ yên tâm điều trị. Sau buổi phát cơm cho F0 còn dư, nữ tình nguyện viên xin để lại cho 4 chú chó và chú mèo. Ngày nào không có cơm thừa, cô bớt suất của mình hoặc chiên trứng cho chúng ăn. Các bé rất ngoan, quấn người và không chạy lung tung vào khu bệnh nhân. Từ khi chăm sóc chúng, mình có thêm niềm vui và quên đi mệt mỏi sau ngày dài làm việc, cô nói. Để đảm bảo an toàn, Thuyên thường xuyên xịt khuẩn, tắm cho đàn thú cưng 2 lần trên tuần. Tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm nay, Thuyên hoạt động nghệ thuật tự do và bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh. Với khả năng ca hát, mỗi cuối tuần, cô gái 24 tuổi lại mang đàn guitar ra biểu diễn cho mọi người trong khu cách ly để giải tỏa căng thẳng. Bản tin toàn cảnh COVID chiều 16 tháng 10 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!